rồi ha chào anh em ha, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em để anh em biết uh, cách setup cho bất cứ một cái sản phẩm bất động sản nào ok thì ở đây như này này mình sẽ vào đây để mình uh, nói cho các anh em hiểu ừ. rõ hơn ok <laughs> thì uh, mới chiều nay thôi thì mình có nhận một cái dự án uh, về cái dự án tiền mẹ gì biết hình như là Galaxy, là cái này của đất xanh phân phối ha nếu anh em nào đất xanh thì uh xem này rất ok, Galaxy uh, Galaxy bà rịa ok em nhà Phú đó thì nói chung là đây các anh em có thể tìm hiểu đại đây vì cái dự án này là dự án mới và nó chưa có uh, chạy quảng cáo hay là cái gì tìm đường la gì hết được chưa ok, đó thì anh em có thể tìm vào đây tìm hiểu về thông tin của dự án uh, thì um, như này À, mình sẽ chứng minh nhá ở đây hôm nay thì mình sẽ chỉ được các bạn một cái mẹo như thế này các bạn có thể lên bất cứ một cái chiến dịch quảng cáo nào đều ok hết. được chưa? À, trong cái quá trình mình mình sẽ áp một cái dự án như vậy đúng không? một cái dự án mới như thế này thì mình sẽ viết bài rồi là viết bài lên fanpage đúng không? thì thôi vào mẹ luôn fanpage rồi nhanh để cho anh em hiểu rõ hơn về nó. cái gì thì cái làm gì làm chúng ta cần phải sao ạ? cần phải hiểu rõ mình đang làm cái gì? Các bạn là các bạn dành thời gian mà xem video của mình ấy, thì Thứ nhất là thứ nhất là mình cá nhân mình thì mình cảm ơn các bạn. Cái thứ hai thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ về cái gì ạ? trong quá trình uh, gọi là update bản thân hoặc là học hỏi thêm những kinh nghiệm kỹ năng. Uh, vì là mình chạy rất là nhiều, ok? thì ở đây thì bài viết đây ha, bài viết là mình viết như này đây, đó và mình có mình có chạy hai dạng một là dạy dạng, dạng chạy quảng cáo bằng tin nhắn messenger đây này cùng trò chuyện này cùng trò chuyện hơn một cái là chuyển về form facebook này thì đây mình chạy form thì nó có khách bởi vì là mình là, là, hồi chiều thì mình định chia sẻ với anh em nhưng mà vì là nó có không có khách Hiểu không? nó không có khách thì mà chia sẻ thì anh em không thuyết phục được được các bạn nhưng bây giờ nó có khách thì mình mới thuyết phục được và mình chứng minh được những cái mình nói nó đúng ok thì ở đây nhá một cái chiến trình về messenger thì nó có ba tiếp cận được 31 người thôi và lý do tại sao nó lại tiếp tiếp cận được 31 người các bạn thì lấy 7.000 đi 7.000 mẹ ơi nó 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 chạy rất là mắc thằng messenger hiện tại chạy rất là mắc và mình hiểu mình biết lý do tại sao nó chạy mắc và mình sẽ giải thích cái này ở trong những video tiếp theo nhưng tại các bạn thấy không nè 7.000 8.000 đi này là 8.000 rồi 8.000 mà tiếp cận được có nhiêu đây so với thằng ngày 27, 28 hay 28, 29 ngàn thì mình tiếp cận được gần 400 người rồi đúng không? 30 người tiếp cận được 400 người quá ok rồi, được chưa ạ? Còn bây giờ thằng này mới này 8 ngàn mới tiếp cận được 37 ngàn thì nhân lên coi như là gấp 3 đi, thì 33 ở chỗ này là sao? 120, mà trong khi đó là thằng này 400, các bạn hiểu không? Nó khác nhau rất nhiều và nó chênh lệch nhau tới uh, mấy lần ta? Thứ nhất là tiền mắc hơn là tiền mắc hơn gấp 4 lần đúng không? 7428 và cái lượt tiếp cận này, cái lượt tiếp cận này bao nhiêu ạ? Thấp hơn là 10 lần, đâu, chỗ này phải là 10 10 13 lần đúng không? Thế thì nhìn theo như anh em thì chúng ta sẽ chọn thằng nào để đẩy mạnh tiền. Hiểu không? Thì trong cái quảng cáo thì hiện tại là mình sẽ đáp về các các bạn thấy không? Có 150 thôi bởi vì mới đầu vào chả có thằng nào ấy, giỏi cả kể cả mình thế, mới set up một dự án thì chúng ta thì set up một cái gì nó nó vừa tiền thôi, vừa vừa tiền thôi, vừa vừa tiền thôi. Đấy. Và cái thằng này ngân sách là ngân sách uh, mình mình để ngân sách chọn đời và ngân sách chọn đời của nó là mình à đâu sai, mình để ngân sách là ra uh, theo ngày chạy tin nhắn nhưng mà ngân sách theo ngày, hồi chiều á, hồi chiều là mình để 100 trăm ngàn một ngày cơ. Thế nhưng mà uh, nhưng mà vì nó mắc, hiểu không? Vì nó mắc vì nó mắc nên là mình phải giảm xuống là 30 mươi ngàn một ngày thôi hiểu không ạ nên là mình chạy để cho cái fanpage nó có tương tác cho nó vui vậy đó nhưng mà thực ra nếu như trong quá trình mà mình chạy quảng cáo thì không nên chạy messenger như vậy được chưa ạ ok các bạn mình biết tại sao nhé ở đây là mình nói là mình biết kỹ thuật toán tại sao mà nó mắc như vậy mình biết luôn và mình sẽ chia sẻ với anh em ở video tiếp theo nhưng video này mình sẽ chứng minh được cho các anh em ạ à các bạn cần phải quản lý quản trị một cái một cái chiến dịch một cái dự án đúng không một cái sản phẩm chuẩn bị chạy mình nên chạy thằng nào đấy thì bây giờ thằng thằng điền form này nó có khách nè thì nó sẽ tốt hơn chứ nó có khách thì thứ nhất là tiếp cận rẻ hơn các bạn đã từng đi phát tờ rơi chưa nếu như anh em là phát tờ rơi rồi thì bây giờ ừ, mục tiêu ừ, thôi bây giờ đi phát thì phát cho những khu khu nào nhà giàu mẹ khu nhà giàu á nó có còn bao hết có mà vào được kích thế bây giờ đứng ra ngã ba ngã tư thì phát thì phát càng nhiều càng tốt chứ quan tâm gì thằng nào đi ô tô sh xe máy này xe máy kia hay là nhìn ai nhìn sạch sạch thì mình mới phát là rơi đâu không có lúc này cứ gặp ai là phát phát miễn sao là tiếp cận càng nhiều người càng tốt đúng không câu chuyện rất là thật được chưa thì ở đây thì mình muốn chia sẻ với anh em rằng là khi mà chốt lại một cái là khi mà các bạn setup thì các bạn, nên, ha, các bạn nên, các bạn nên, các bạn uh, nên setup từ từ thôi và setup có cái trình tự. Ok thì mình uh, mình chỉ chia sẻ với anh em như vậy thôi để anh em em uh, hiểu thêm và anh hiểu cách setup một cái dự án mới như thế nào ra làm sao. Ok chúc anh em một buổi tối vui vẻ.